Sáng ngày 29 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 khóa 3. Dự có đồng chí Hà Thu Dung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong ban giám hiệu, hội phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo cùng 176 em học sinh khối 12. Mở màn là tiết mục văn nghệ của các em học sinh khối 12 vang lên trong không khí rộn ràng của ngày lễ tri ân. Trưởng thành là những cảm xúc khó nói thành lời của các em gửi đến cha mẹ, thầy cô, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi 18. Phần mang lại nhiều cảm xúc nhất là các em tự cài tặng hoa hồng lên ngực cha mẹ và nói lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô của mình. Những hình ảnh xúc động này không phải lúc nào cũng diễn ra trong cuộc sống. Bởi ở tuổi của các em, tình cảm dành cho cha mẹ là rất lớn, nhưng cũng rất khó để các em diễn tả bằng một lời nói cụ thể. Sự động viên chia sẻ cùng quyết tâm, những lời nói chân thành, có cả tiếng nấc nghẹn ngào của sự dũng cảm đã được các em gửi tới cha mẹ, thầy cô ngay tại buổi lễ. Đây là khoảnh khắc các bạn học sinh nhìn lại những gì đã trải qua dưới mái trường. Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Hà Thu Dung, hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt khóa học vừa qua. Đây là khóa học đặc biệt khi các em phải học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, do đó việc học của các em có lúc bị gián đoạn, có thời gian học trực tuyến, vì thế mà trường đã xây dựng phương án thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cô giáo Hà Thu Dung đã gửi lời chân thành cảm ơn tới bậc phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em được học tập, luôn phối hợp với nhà trường trong công tác giảng dạy và giáo dục. Kiến thức và những bài học về cuộc sống mà các em học được từ mái trường này sẽ là hành trang để các em vững bước vào một chặng đường mới, mà ở đó các em sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Các em hãy xứng đáng với sự tin tưởng, mong chờ của gia đình, thầy cô, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Thay lời cho các bạn học sinh lớp 12, em Lò Thị Phượng, lớp 12A3 đã gửi đến cha mẹ, thầy cô những dòng tri ân chân tình, những dòng hồi ức tươi đẹp về ngôi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc thân yêu và lời hứa cố gắng, phấn đấu để đạt được ước mơ thành công trong tương lai. Dịp này, đại diện các bạn học sinh khối 12 đã tặng những bó hoa tươi thắm cho đại diện cha mẹ học sinh khối lớp 12, ban giám hiệu, các thầy cô giáo, nhà trường. Lễ tri ân trưởng thành của các bạn học sinh khối 12 trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc khép lại với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Tin rằng sự nhiệt huyết và tình cảm, niềm tin yêu chân thành của các em dành cho cha mẹ, thầy cô và mái trường và năm tháng học trò tươi đẹp sẽ tiếp lửa cho các em trong hành trình tương lai. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Giáo dục Tân Thành đã trao hỗ trợ nhà trường 5 tạ gạo, trao 5 suất quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.